Rồi, ngày nay thì chúng ta không cần thêm thiên tài hay huyền thoại nữa mà chỉ cần thật nhiều người đam mê, làm nhiều điều mình thích và thích điều mình làm. Chính số lượng và sự đồng điệu ấy đã tạo ra cộng đồng cạnh tranh lành mạnh, tạo lực để đẩy lĩnh vực đó đi vào đúng quỹ đạo. Và vì ai cũng giỏi như ai nên sự ngạo mạn cũng mất dần, chỉ còn là sự khiêm tốn học hỏi mà thôi. Với mình thì sự khiêm tốn mới là đỉnh cao của người làm nghệ thuật. Ai có tính khiêm tốn thì người đó là nghệ sĩ chân chính. Tiếp bước tiến là dự án nghệ thuật sáng tạo để có những cái cảm hứng tôn vinh. Hành trình khám phá tầng hương đa sắc vị. Sự kiện ra mắt lần này sứa hẹn sẽ thỏa mãn trải nghiệm đa giác quan của thực khách với cái kết hợp hài hòa giữa mạch nha, đơn cất và cà phê gây ấn tượng. Trên tinh thần sáng tạo từ sự phát triển bền vững từ gói Macallan khiến giới mê mẩn mạch nha đơn cất tiếp tục tò mò về ấn phẩm năm 2022. Sau cacao, cà phê trở thành nàng thơ của các nhà chế tác mạch nha đơn cất nhà thơ Macallan, tiếp tục kế thừa tinh thần kết hợp giữa mạch nha đơn cất cùng tinh túy từ thiên nhiên. The Harmony Collection xuất hiện mới mẻ với nốt hương giao thoa giữa whisky và cà phê Arabica đặc trưng, minh chứng cho tinh thần sáng tạo không ngừng và tôn chỉ hoàn hảo không thỏa hiệp của gia tộc mạch nha đơn cất vô. Để có được sắc vị đặc trưng độc nhất của The Harmony Collection, bậc thầy chế tác mạch nha đơn cất đã tổ chức một buổi gặp mặt và thảo luận cùng các chuyên gia cà phê nổi tiếng trên thế giới. Tại đây thì ông đã khám phá ra được những quy trình độc đáo cùng đặc điểm hương vị riêng biệt ở mỗi giai đoạn có thể hấp thụ.
mất phí. Để có được sắc vị đặc trưng độc nhất của The Harmony Collection, bậc thầy chế tác mạch nha đơn cất đã tổ chức một buổi gặp mặt và thảo luận cùng các chuyên gia cà phê nổi tiếng trên thế giới. Tại vùng mắt cao rừng Vista, tại đây, ông đã khám phá ra được những quy trình độc đáo cùng đặc điểm hương vị riêng biệt ở mỗi giai đoạn để có thể ấp ủ dự định cho ra đời một kiến tác. Để có được sắc vị đặc trưng độc nhất của The Harmony Collection, bậc thầy chế tác mạch nha đơn cất đã tổ chức một buổi gặp mặt và thảo luận cùng các chuyên gia cà phê nổi tiếng trên thế giới. Tại đây, ông đã khám phá ra được những quy trình độc đáo cùng đặc điểm hương vị riêng biệt ở mỗi giai đoạn để có thể ấp ủ dự định cho ra đời một kiến tác. Giáo là rộng mát, nhưng giáo
Tại đây ông đã khám phá ra được những quy trình độc đáo cùng đặc điểm hương vị riêng biệt ở mỗi giai đoạn để có thể ấp ủ dự định cho ra đời một tuyệt tác. Steven Bremner chia sẻ là những suy tư của mình khám phá thế giới cà phê cùng những góc nhìn khác nhau từ các bậc thầy trong ngành giúp ông nhận ra nhiều điểm tương đồng của việc tạo ra dòng mạch nha đơn cất và cà phê thượng hạng. Song cả hai đều hướng đến mục tiêu chung là mang đến trải nghiệm thăng hoa vị giác cho giới nội địa thưởng thức ẩm thực. Từ đó tiếp thu kiến thức tinh hoa vận dụng của trí óc và kinh nghiệm chế tác mạch nha đơn cất lâu đời, Steven Brenner đã kiên trì chọn lọc những thùng gỗ sồi Syrah lâu đời ở châu Âu để tạo ra nốt hương cà phê đặc trưng cho dòng mạch nha đơn cất. Ông còn khéo léo kết hợp chưng cất trong các thùng gỗ sồi thượng hạng tại Mỹ để thêm tầng hương vị vanille dịu nhẹ, mang đến những Steven Brenner đã kiên trì chọn lọc những thùng gỗ sồi lâu đời ở châu Âu để tạo ra nốt cái hương vị cà phê đặc trưng cho dòng mạch nha đơn cất. Ông còn khéo léo kết hợp chưng cất trong các thùng gỗ sồi thượng hạng tại Mỹ
Để thêm tầng hương vani dịu nhẹ mang đến những hương nốt hương gợi nhớ đến cà phê espresso đậm đà nhưng vẫn ngọt ngào và say đắm. Đặc biệt nhằm tôn vinh nguồn cảm hứng mới mẻ từ cà phê tươi, vỏ hộp của ấn bản The Harmony Collection được thiết kế độc đáo làm từ vỏ cà phê tái chế. Đôi nét nổi bật bởi màu đỏ đậm đặc trưng từ quả cà phê. Đặc biệt để nhằm tôn vinh nguồn cảm hứng mới mẻ từ cà phê tươi. Arabica của xứ Đen Thi với vỏ hộp ấn bản. Vỏ hộp ấn bản của The Hamilton Collection được thiết kế độc đáo làm từ vỏ cà phê tái chế. Đường nét nổi bật. Hả? Thật. Mà xa vậy. Megaton ở Yên Hòa đấy á. Thì là tầm 25 một bát. Cũng ngon nhất. Và cái gì tao cũng thèm hết ấy. Hai tối đi ăn Megaton. Nó không ai ở.
Dựa trên cảm hứng từ thiên nhiên, sự kiện ra mắt ấn phẩm The Macallan tổ chức tại không gian xanh mướt, đắm chìm, xúc cảm với cây cối và đất trời. Quý thực khách sẽ được du ngoạn thời gian và không gian để trở về với hành trình chế tác kỳ công. Bắt đầu từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên tinh túy, trải qua công đoạn chưng cất, tách chiết, chọn lọc để cho ra đời một thành phẩm mang đậm dấu ấn độc tôn của thương hiệu. Quầy ba đá cẩm thạch. Bye. Anh hoàng gia quý tộc. Sạch này luôn. Những thanh âm rộn ràng sẽ không phải từ âm nhạc thông thường mà đến từ sự chân thực của những thanh âm chế tác như là chiếc máy xay, tiếng ly tách hay âm thanh tí tách khi mà từng giọt cà phê rơi xuống. Tổng thể tạo thành một không gian hoàn hảo, thỏa mãn đa giác quan của thực khách. Ôi.
Tiếng ly tách hay âm thanh tí tách khi từng giọt cà phê rơi xuống, tổng thể tạo thành một không gian hoàn hảo, thỏa mãn đa giác quan của thực khách từ thị giác, thính giác lẫn khứu giác khi mà khám phá từng lớp đậm đà cà phê và rượu whisky. Chưa dừng lại ở đó thì khách mời còn được trải nghiệm song song sóc hương vị từ phiên bản The Harmony Collection in Bright, đồng thời thưởng lãm trực tiếp màn cupping và đánh giá chất lượng hương vị cà phê cùng barista vang danh Elite Huy Trần để có thể so sánh khách quan về dư vị và nốt hương đặc trưng của The Harmony Collection lấy cảm hứng từ cà phê Arabica. Arabica. Tư một sáu. TV còn cần sự kiện ra mắt phiên bản này hướng đến những trải nghiệm chân thực mang tính kết nối, chia sẻ giá trị và thông điệp trân trọng tự nhiên cùng hướng đến phát triển bền vững, được diễn ra từ ngày 13 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2022, và đây được xem là dịp để giới mến mộ mạch nha đơn cất mộ chia sẻ kinh nghiệm và thăng hoa cùng trải nghiệm hơn một trải nghiệm ẩm thực. Thưởng bia trong các cuộc vui không chỉ là hoạt động để giảm stress của người trẻ mà còn là một kỹ năng mềm giúp chúng ta có thể có thêm cơ hội kết nối và xây dựng những mối quan hệ xã hội ý nghĩa hơn.
Đã qua rồi thời người ta uống bia trong cốc đàn ly không say, hay là so kè tốc độ tiêu thụ với nhau. Ngày nay thì người trẻ đang dần hướng đến những trải nghiệm bia chất lượng, ý nghĩa và tinh tế hơn. Từ lâu, thưởng thức bia luôn nằm trong danh sách các hoạt động yêu thích của nhiều người Việt, không chỉ giúp chúng ta thư giãn nhẹ nhàng mà sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, mà còn là chất xúc tác đặc biệt trên bàn ăn, giúp thưởng thức mỗi món ăn thêm thú vị hơn. Điện thoại là một mình. Mày nhá. Đi biết về à? Tối nhà mình đi ăn mì gà tần đi. Tối nhà mình đi ăn mì gà tần đi. 25.000 một bát. Được không? Được không? 80.000. Đi gì? Mình là tầm không mừng. Bắt đầu xây nhà đây.
Cửa cũng đấy. Xem này. Ý nghĩa trong từng khoảnh khắc cùng nhau nâng ly, từ lúc từng thức bia luôn nằm trong danh sách các hoạt động ưu tiên của nhiều người Việt. Ngày nay, mục đích thưởng thức của người sẽ dần có thêm những kiến thức mới, thú vị và tinh tế hơn. Bia không còn chỉ đem đến những tây tận hưởng ẩm thực sảng khoái, mà đã trở thành cầu nối để chúng ta dễ dàng thoát thêm mạng lưới phát triển. Mỗi lần dừng thì không có một tí đâu mà mỗi người cá nó khác à, mỗi đứa 16 khác bất chọn những mong muốn ấy thì 1664 plan là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa. Phải đăng xây cửa hàng đấy. Mắt nhìn lại xem. Đã mua. Xem quảng cáo cho mình cho nhiều tiền, xem quảng cáo cho nhiều tiền là chỉ biết mệt đau đầu với những biến tấu mới trong một thức. Người yêu bia cũng dần thay đổi chính sách thưởng thức bia của mình. Hello. Gì đâu, đầu tiên là quan niệm về việc uống vừa phải, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Nếu như trước đây biết uống là phải vượt nhau về số lượng ngày nay chúng ta có vui có chừng, dừng có lúc, sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu. Điều quan trọng là sau mỗi cuộc vui thì cái chúng ta có thể nhớ về nhau không phải là số chai mà là niềm vui trong từng khoảnh khắc tụ họp. Bên cạnh đó thì những người thưởng bia cũng dần chăm chút hơn cho bàn tiệc. Mười. Ăn rất nhiều mà sao không đấy nhỉ? Có ăn mặt nhiều lắm đấy, ăn cũng bằng em mà một phát. Với những biến đồ mới trong mục đích sử uống thì người yêu bia cũng dần thay đổi. Bên cạnh đó thì những người thưởng bia cũng dần chăm chút hơn cho bản điều.
Nhiều đấy, 2 2 2 1 6 ly là điểm thức ăn, 5 các món ăn, sáng tạo món ăn mới, 5 cấp hết giá hết tiền rồi. Lên tiếp 2 đúng không? Hai. Thức ăn phải lên 6 40. Này phải đi nâng cấp món ăn. Cấp hết số vàng. Tiếp 3 mới được. Gái. Các vật phẩm có thể nâng cấp công nghệ và tay nghề của bạn. Nâng cấp món ăn. Không nâng cấp được rau gì như này. Bên cạnh đó thì những người thường kia cũng cần chăm chút hơn cho bàn tiệc của mình. Một bàn tiệc hoàn hảo sẽ là sự kết hợp thú vị giữa đồ uống và những món đồ ăn kèm đúng điệu, khoai tây chiên giòn rụm hay phô mai thơm ngậy.
Tinh ý hơn, chủ bàn tiệc sẽ chuẩn bị sẵn cả nước lọc bên cạnh mỗi cốc bia, vừa giúp cơ thể cân bằng khi tận hưởng món ăn, vừa giúp chúng ta làm mới vị giác sau mỗi lần thưởng thức một món mới. Bên cạnh đó những người à, cái này. Chắc bà chủ toàn là xem quảng cáo để lấy tiền về làm chẳng được bao nhiêu tiền. Nếu mà là thằng thay đi tắm thì mình vào một cửa thì sao? Sao em hiểu không? Thì nếu mà mua em sẽ làm lâu thế nhỉ? Trời đất, không chơi nữa.
mua cả xí nghiệp này nữa. Đặc biệt trải nghiệm được thức bia của người trẻ hứa hẹn sẽ được nâng tầm với 1664 blend. Nhân mời sếp cung cấp meo meo. Cứu tôi. Hôm nay đội nào đá không biết. Thức bia êm đầm được uốn nấu từ lúa mì là sự hòa trộn giữa các nguyên liệu cao cấp và hương trái cây tươi mới. 1664 blend trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo, có thể kết hợp với mọi món ăn trong mọi dịp tiệc tùng vui vẻ với những người thân yêu. Là thương hiệu bia nổi tiếng của Pháp, có lịch sử lâu đời với hơn 3.500 năm hình thành và phát triển. 1664 blend là dòng bia lúa mì cao cấp với hương vị tinh tế hòa quyện giữa hương hoa quả tươi mát cùng vị cay nhẹ, được ưa chuộng tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Sao tối nay nhà mình có thể ăn được là tầm không? Có tâm thế. Tí là xem đánh giá cho các tia nào. Bàn ghế hoàng gia quý tộc đỉnh cơ sở của giá cả ăn dặm 35%. Bàn ghế 1, bàn ghế 2, bàn ghế 3, 4. Rồi. Ôi chết rồi. Bàn ghế 4, 48. Thì em có 45 cân. Ngoại
rồi nấu ăn này phải nhanh lên thôi. Bếp hoàng gia của thời gian thì mình sẽ bắt đi nốt 2007. Rồi, 42. Đặc biệt trải nghiệm thực tế kia của người trẻ sẽ hứa hẹn sẽ được nâng tầm với 1664 blend thức bia êm đầm được ủ nấu từ lúa mì và hoa. Beer Street Blend là sự hòa trộn giữa các nguyên liệu cao cấp và hương trái cây tươi mới. Moussou 64 Blend trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo, có thể kết hợp với mọi món ăn trong mọi dịp tụ tập vui vẻ với những người thân yêu. 6. Cột trụ đặt nền móng cho di sản trong năm của tôi mắt Karen. Để tạo nên sắc vị xứng danh bậc thầy trong thế giới whisky, tơ mắc ca len luôn giữ là tôn. Lần trước nhiều nước không cả. Thiết bị làm nếp cầu tinh thần gia tộc lâu đời, tinh thần gia tộc của nhà chế tác mạch nha đơn cất vô cùng sâu. Tại trung tâm của khu đất là ngôi nhà Estelle Điền Trang cao nguyên truyền thống được khởi công vào năm 1700. Sở hữu hệ sinh thái tự nhiên với hơn 60.000 cây xanh và hơn 70.000 loài động vật hoang dã, chim và cá. Đặc biệt các thành viên của
ăn trường đại sản. Nhiều câu hát
Sẽ có ba thì thôi hết đường. Được một người tốt là bằng ngôi một người